Hai đội bóng đang nằm ở khu vực giữa bảng xếp hạng Serie A là câu lạc bộ Empoli và Udinese sẽ chạm mặt nhau ở vòng này. Câu lạc bộ Empoli đang có những màn trình diễn vượt kỳ vọng trong khi Udinese tụt dốc không phanh với chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Ở vòng đấu trước, câu lạc bộ Empoli đã bị mất điểm trước Lecce. Empoli dẫn trước nhờ công của tiền đạo Pietro Pellegri nhưng cuối cùng bị Lecce gỡ hòa ở phút 77 với bàn thắng của Santiago Pierotti. Dù vậy, với một điểm có được từ trận đấu này thì Empoli vẫn vươn lên nửa trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 10. Họ còn xếp trên cả những đội bóng được đánh giá cao hơn như Torino hay Roma và chỉ kém ông lớn AC Milan vỏn vẹn 3 điểm. Kể từ khi Roberto de Aversa lên nắm quyền vào mùa hè, Empoli chỉ thua 3 trong 14 trận trên mọi đấu trường. Đây là những màn trình diễn vượt kỳ vọng với một đội bóng chật vật trụ hạng ở mùa giải năm ngoái. Empoli chỉ thua một trong 6 trận gần nhất tiếp đón Udinese trên sân nhà ở Serie A. Mặc dù vậy, Thành tích sân nhà của Empoli ở mùa giải năm nay cực kỳ đáng báo động khi họ mới chỉ ghi được một bàn thắng trong 6 trận đấu tại Castellani. Dù vậy, chỉ một bàn thắng cũng đủ giúp Empoli giành được 6 điểm trên sân nhà mùa này. Tính trên mọi sân đấu thì câu lạc bộ Udinese bất bại trong 5 trận gần nhất gặp gỡ Empoli. Ở mùa giải năm ngoái, Udinese cũng thoát xuống hạng hú vía cùng với Empoli với khoảng cách chỉ 2 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Ở mùa giải năm nay, Câu lạc bộ Udinese có khởi đầu rất tốt nhưng lại rơi vào vòng xoáy phong độ kém trong thời gian gần đây với 3 trận thua liên tiếp. Trước loạt trận quốc tế tháng 11, Udinese đã liên tục để thua Veneria, Juventus và Atalanta ở Serie A. Huấn luyện viên Costa Ranzaic từng có giai đoạn đưa Udinese vào top 5 ở mùa giải này. Tuy nhiên, phong độ của Udinese ngày càng xa sút. Hiện tại, đội bóng này đã trải qua 4 trận liền tay trắng khi thi đấu trên sân khách. Dù sao, Vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng cũng đã có thể coi là rất thành công với Udinese ở thời điểm này, nhất là khi huấn luyện viên Ranieri thừa hưởng một đội hình đã tiến rất gần tới tấm vé xuống hạng ở Serie A mùa trước. Về lực lượng, câu lạc bộ Udinese vẫn chưa thể đón chào sự trở lại của ngôi sao Alexis Sanchez vì chấn thương bắp chân, trong khi đó, tiền vệ Man payero đã gặp phải một chấn thương đầu gối trong tập luyện và cũng vắng mặt. Câu lạc bộ Udinese ban đầu được đánh giá cao hơn so với Empoli nhưng bây giờ thì hai đội được xem là ngang bằng nhau. Xét về phong độ thì Empoli có phần nhỉnh hơn nhưng không đáng kể do cũng chỉ thắng một trong bảy trận gần đây. Về đối đầu, Udinese chỉ thua một trong tám trận gần nhất đối đầu Empoli. Đội chủ nhà câu lạc bộ Empoli chỉ ghi được trung bình có 0,8 bàn trong 10 trận gần đây nên muốn thắng cũng không phải chuyện dễ dàng. Empoli mùa này ghi bàn kém nhưng bù lại phòng thủ rất tốt. Trong 10 trận gần nhất, họ cũng chỉ thủng lưới có 0,9 bàn thua. Đội khách Udinese cũng chỉ ghi được trung bình 1,4 bàn trong 10 trận gần đây. Điều này rất dễ khiến trận đấu tới có ít bàn thắng xuất hiện. Thực tế thì 4 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng chỉ có tối đa 2 bàn thắng. Trong 10 trận gần đây, Udinese và Empoli đều không thể hiện được khả năng kiếm phạt góc tốt. Chủ nhà Empoli chỉ thu được vòn vẹn trung bình 3,4 quả góc trong 10 trận còn Udinese khá hơn với mức 5,2 quả trong cùng khoảng thời gian.